Xin chào mọi người nhá. Hôm nay lại về được ít lô cầu xoan đây anh em ạ. Thực ra cái xoan này là cái xoan mà người ta mua được ở cái nếp nhà mà người ta phá ra đi mọi người. Hôm nay em thấy cái cầu này nó cũng đẹp. Mà nó là cầu xoan nhá mọi người nhá, bằng gỗ xoan luôn ấy. Đấy, thì đi hôm nay đi ghim ong nhưng mà lại gặp ông chú này, ông ấy mới làm cái lô này. Được đâu được 100 cái đây này, em mua luôn anh em ạ. Đây này. Thì cái cầu này là cái cầu người ta xẻ rãnh nha anh em nhá. Bình thường là trước đây là mình làm ít xẻ rãnh lắm, nhưng mà cái cầu này là cái cầu người ta có chạy rãnh ở giữa này này. Thì nhập luôn, thấy nó đẹp cho nên là làm luôn một lô đỏ au về cho anh em sử dụng nha anh em nhá. Đấy. Thì tiện đây thì mình làm cái video để cho mọi người nhìn thấy đây mọi người này. Đấy. Ở đầu này nó bằng gỗ xoan luôn anh em ạ. Tất cả bằng gỗ xoan nhé. Mà xoan này là xoan dỡ từ cái nếp nhà nhà người ta ấy. Cho nên là cái cầu này nó có cái ưu việt hơn cái cầu cầu mà xoan tươi. Vì xoan tươi, nếu mà xoan tươi là nó rất là hay bị cong vênh. Cho nên là tiện đây thì mình thấy thì mình mua luôn à. Về đăng lên cho anh em, nếu mà ai mà có nhu cầu thì toàn bộ là bằng xoan nhé. Cho nên là anh em mà ai có nhu cầu thì ới cho em. Đây này, ở đầu xẻ rãnh hết rồi. Tất nhiên thực ra đối với mình thì mình không thích cái loại cầu xẻ rãnh đâu, mình phải nói luôn là mình không thích. Có rất là nhiều người muốn cái cầu xẻ rãnh này, nhưng trên thực tế cái cầu xẻ rãnh này dùng nó bất tiện. Khi nào anh em nuôi nhiều thì mới thấy được cái sự bất tiện của cái việc nuôi cái cầu này. Thứ hai nữa là, còn đây là cầu này là cầu bằng gỗ xấu nha anh em nhá, cũng rất là đẹp luôn này. Dày dặn luôn nha anh em nhá. Đấy. Gỗ đảm bảo hơn phân, phân 1, phân 2 đấy. Rất là cứng luôn. Cầu này, gỗ này thì nó có ưu điểm so với gỗ xoan là nó cứng. Cho nên là nó mình kéo nó không hay bị siết dây. Thì đấy là nói về cầu nhá. Thì về được đâu hôm nay được 180 cái thì gửi đi hết rồi. Còn bằng này nữa anh em ạ. Đấy. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì alo cho mình nhá. Còn đám sung này, thùng đây thì thùng gỗ sung này thì đi được còn mấy cái nữa thôi. Kìa kìa. Bên kia còn đâu, chắc ở ngoài kia kho nữa thì còn được chục hơn chục cái gỗ sung nữa anh em ạ. Thì cái đám này là gửi đi rồi anh em nhá. Thì là anh em ai có nhu cầu thì hãy alo cho mình nhé mọi người nhé. Thùng gỗ sung đẹp vô tận luôn này anh em này. Đấy. Rồi, chào tạm biệt mọi người nhé.